Hầu hết các bệnh thời đại hiện nay như là tiểu đường, béo phì, nhồi máu cơ tim, đột quỵ đều phần nhiều do thói quen sinh hoạt, mà ăn uống dẫn đến tăng cân không kiểm soát là chủ yếu. Từ đó tích mỡ, mỡ máu cao sẽ dẫn đến các bệnh tim mạch nguy hiểm. Thế nên cái việc giảm cân và duy trì cân nặng ở trong mức BMI, chỉ số khối cơ thể chuẩn, là cần thiết để có thể có cơ thể khỏe mạnh. Tuy nhiên, giảm cân là một quá trình gian nan, đòi hỏi về sự phối hợp của những việc sau. Đầu tiên là chế độ ăn uống, thứ hai là tập luyện thể thao, và thứ ba là lối sống lành mạnh, ngủ, nghỉ, giải trí. Trong các yếu tố trên, chế độ ăn uống hay là dinh dưỡng là quan trọng nhất. Đối với hình thức này, ta có thể tích hợp thêm các loại thực phẩm chức năng. Chúng không nhất thiết phải nằm trong khẩu phần hay là chế độ dinh dưỡng của bạn, nhưng nếu biết sử dụng chúng một cách đúng thì có thể khiến quá trình giảm cân diễn ra nhanh hơn. Trong video lần này, hãy cùng đội ngũ của tiến sĩ, dược sĩ Phạm Đức Hùng, tiến sĩ dược Trần Thị Quốc Tuyến và ứng cử tiến sĩ dược Nguyễn Minh Huy tìm hiểu về tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với việc giảm cân, những lưu ý về ăn uống, giữ vóc dáng và cuối cùng là cách tiếp cận đúng đắn cho thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân. Đầu tiên, vì sao dinh dưỡng lại quan trọng đối với việc giảm cân? Câu hỏi đầu tiên, vì sao dinh dưỡng lại quan trọng đối với việc giảm cân? Về cơ bản, nguyên lý của giảm cân là đưa cơ thể vào tình trạng thâm hụt calo, tức là số lượng calo nạp vào phải thấp hơn cái số lượng calo cần thiết để duy trì hoạt động mỗi ngày. Lượng calories cần thiết cho hoạt động thường ngày của một người trưởng thành ở nam và nữ trung bình là từ 2.500 và 2.000. Nếu mà số lượng calo nạp vào cao hơn cái mức cần sử dụng, cơ thể sẽ tích trữ năng lượng dư thừa đó tới dạng glycogen và đa phần là chất béo dẫn đến tăng cân. Như vậy, chiến thuật hiệu quả để giảm cân chính là giảm lượng calo trong chế độ ăn uống hàng ngày hoặc là đốt cháy nhiều calo hơn thông qua vận động. Trong đó, yếu tố dinh dưỡng có thể ảnh hưởng đến 80% và vận động khoảng 20%, áp dụng theo phương pháp 80-20. Điều này xảy ra là do một buổi tập thể thao thường không thiêu đốt nhiều năng lượng như là chúng ta vẫn tưởng. Ví dụ, cô gái A nặng 60 cân, chạy bộ 30 phút sẽ thiêu đốt chừng từ 200 đến 300 calo. Tuy nhiên, cô ta sau đó giải trí bằng một ly trà sữa ô long vốn có 324 calo. Nếu thêm hai cái topping như là bubble và pudding vào thì có thể dễ dàng lên tới từ 800 đến 1000 calo. Một ví dụ khác nhé. Nếu chúng ta biết rằng một lon bia Hà Nội 330ml có 143 calories, 100g bánh hỏi có 96 calories, 100g thịt heo quay có 250 calories. Một bữa nhậu, anh B uống nửa thùng bia, 12 lon, ăn nửa cân heo quay và ít nhất là nửa cân bánh hỏi, chưa tính những cái món nhấm nháp khác, tức là đã mất 12 nhân 143 cộng với cả 5 nhân với cả 250 cộng 96 bằng 3.446 calo. So với cái lượng năng lượng trung bình của nam giới hàng ngày là 2.500 calories thì chỉ cần nhậu một buổi, anh B này đã nạp vào hơn gần 1.000 calories. Thử hỏi, anh ấy cần phải chạy bộ bao nhiêu giờ để thiêu đốt hết cái số năng lượng thừa đó? Trong khi ngược lại, cô A và anh B có thể không cần tập thể thao. Tuy nhiên, chỉ cần họ nạp vào năng lượng trên dưới 2.000 đến 2.500 calo là đã có thể duy trì cân nặng, thậm chí là giảm cân. Tuy nhiên, có một vài lưu ý ở đây. Điều này không có nghĩa là tập thể thao không có ý nghĩa gì với cả việc giảm cân. Việc tập luyện thể thao ngoài việc giúp cho cơ thể khỏe mạnh, giảm bệnh tim mạch còn giúp cho tăng cái số lượng cơ bắp. So với tế bào mỡ, tế bào cơ đốt nhiều năng lượng hơn và như vậy sẽ tăng cái mức chuyển hóa cơ bản lên. Mức chuyển hóa cơ bản càng cao sẽ càng cho phép chúng ta nạp thêm nhiều năng lượng hơn. Thứ hai là giảm lượng calo hấp thụ mỗi ngày có thể giúp giảm cân. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là các phương pháp ép cân thông qua các kỹ thuật nhịn đói đều có thể áp dụng. Việc giảm cân nhanh gây hại cho sức khỏe nhiều hơn là lợi. Nhiều nghiên cứu cho thấy, sau thời gian ngắn giảm cân bằng các phương pháp ăn kiêng khắt khe, cơ thể sẽ trở nên thiếu dinh dưỡng. Thậm chí là có khoảng 2/3 số người trên đã tăng cân nhiều hơn so với mức giảm ban đầu. Chế độ ăn kiêng không đủ dinh dưỡng làm tăng nồng độ của hormone gây thèm ăn và giảm nồng độ của các hormone gây chán ăn. Điều này làm giảm quyết tâm ở nhiều người. Cần lưu ý những gì trong việc ăn uống để giữ vóc dáng, tránh béo phì. Thông thường, giảm từ 0,5 đến 1kg trên tuần là mục tiêu cần hướng tới. Một chế độ dinh dưỡng tốt là điều cần thiết để đảm bảo cho việc giảm cân lành mạnh. Các dưỡng chất, đặc biệt là khi ăn đủ protein sẽ giúp cho cơ thể. Đầu tiên là bớt bị cảm giác đói hay là no lâu hơn. Lượng calo để cơ thể cần để tiêu thụ lượng protein lớn hơn nhiều so với lượng calo cần để tiêu thụ tinh bột. Tăng cường tốc độ chuyển hóa chất, đặc biệt là nếu kết hợp với cả tập thể dục. Ăn nhiều rau tạo cảm giác no lâu. Có một số phương pháp ăn kiêng tối ưu nhưng an toàn có thể áp dụng, như là chế độ ăn ít chất béo.
chế độ ăn ít carbon hydrate, chế độ ăn giàu protein, chế độ ăn theo công thức, chế độ ăn địa trung hải và phương pháp nhịn ăn gián đoạn. Một số thói quen ăn uống nên bắt đầu để kiểm soát và giảm cân lành mạnh. Đầu tiên là tránh ăn khuya, hạn chế nạp tinh bột trước khi đi ngủ. Thứ hai là giảm đồ ăn chiên xào dầu mỡ chứa nhiều chất béo bão hòa, giảm muối, đường, carbon hydrate tinh chế từ bánh kẹo, nước ngọt. Giảm thịt đỏ và thịt đã qua chế biến cũng như là các loại đồ ăn nhanh khác. Thứ ba, tăng chất xơ từ trái cây chứa ít đường hoặc rau củ sẽ giúp bạn no lâu hơn. Nên nạp protein từ thịt gà, thịt heo nạc hay là trứng và các chất béo không bão hòa từ dầu ô liu, cá và các loại hạt. 4. Luôn giữ cho cơ thể đủ nước. 5. Ngủ đủ từ 7 đến 9 giờ mỗi đêm. Vì khi thiếu ngủ, hàm lượng hormone gây đói tăng cao, khiến chúng ta ăn nhiều hơn. Như vậy, một giấc ngủ ngon và đủ giấc có thể giúp giảm cảm giác thèm ăn. Chưa kể, nó còn giúp cho cơ thể khỏe mạnh hơn. Ăn trong chánh niệm, một trong các kỹ thuật ăn rất phổ biến hiện nay. Đây là phương pháp đặt tâm trí của bản thân vào khi ăn để có thể đánh giá những cái tác động của môi trường xung quanh. Tập trung khi ăn uống khiến cho bạn phải nhai nhiều hơn và chậm lại. Điều này đảm bảo rằng cơ thể có thể gửi tín hiệu đến não khi bạn đã no. Ăn trước máy tính hoặc là màn hình TV có thể dẫn đến cái việc ăn uống quá nhiều hoặc là làm bạn cảm thấy nhanh đói hơn. Thứ ba, thuốc giảm cân, thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân có tác dụng như thế nào? Khi nào thì chúng thực sự cần thiết? Ngoài dinh dưỡng và thể dục, các loại thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân và thuốc giảm cân kê đơn được gọi là một phương pháp thay thế hiệu quả, đặc biệt là đối với cuộc sống bận rộn hiện nay. Theo nghiên cứu, trung bình sau một năm, những bệnh nhân sử dụng thuốc giảm từ 3 đến 12% tổng trọng lượng cơ thể. Đặc điểm chung của các loại thuốc trên đó là chúng đều hoạt động thông qua việc kiểm soát cảm giác thèm ăn, giảm hấp thụ chất béo cũng như là đẩy nhanh quá trình trao đổi chất ở trong cơ thể. Điều khác biệt duy nhất chính là thuốc kiểm soát cân nặng chỉ thực sự cần thiết cho những bệnh nhân có các vấn đề về sức khỏe liên quan đến thừa cân hoặc là béo phì. Thông thường, các loại thuốc giảm cân sẽ được chỉ định khi bạn là người lớn có những cái thứ như sau. Đầu tiên là chỉ số BMI lớn hơn hoặc bằng 30. Thứ hai, chỉ số BMI lớn hoặc bằng 27 kèm theo các vấn đề về sức khỏe liên quan đến cân nặng như là huyết áp cao hoặc là đái tháo đường loại 2. WHO đã định nghĩa lại rằng không chỉ tính theo trọng lượng cơ thể BMI mà béo phì còn là sự tích tụ mỡ quá mức khiến cho sức khỏe bị suy giảm. Do đó, ngoài việc giảm cân, ưu tiên giảm khối lượng mỡ có thể là cách tốt nhất để kiểm soát bệnh béo phì và các biến chứng của nó. Khác các loại thuốc kê đơn, thực phẩm chức năng không cần phải được xem xét hay là phê duyệt bởi Cục Quản lý Dược trước khi được đưa ra thị trường. Lý do là vì chúng được phân loại là thực phẩm với thành phần chủ yếu có nguồn gốc từ thực vật. Thay vào đó, nhà sản xuất là người chịu trách nhiệm về tính an toàn của sản phẩm. So sánh với thuốc, thực phẩm chức năng hỗ trợ kiểm soát cân nặng phổ biến hơn, rẻ hơn và dễ tiếp cận hơn. Tuy vậy, chúng chỉ thích hợp để sử dụng như là một biện pháp bổ sung cho các biện pháp dinh dưỡng, ăn uống, tập luyện và ngủ nghỉ. 4. Một số loại thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân. Có rất ít loại có hiệu quả thực sự trong việc hỗ trợ giảm cân, đi với đó là các tác dụng phụ từ nhẹ tới nguy hiểm. Trong đó, creatine là một phức hợp của 3 loại amino acid, arginine, glycine và methionine. Nhiều nghiên cứu cho thấy bổ sung creatine kết hợp với cả tập gym giúp giảm số lượng mỡ ở người lớn từ 50 tuổi trở lên. Bổ sung creatine còn giúp cho tăng cường số lượng cơ, hồi phục cơ thể nhanh hơn sau mỗi buổi tập. Các nghiên cứu cho thấy liều lượng từ 0,3 đến 0,9 kg trên cân nặng trên ngày có thể được coi là an toàn và không gây ra tác dụng phụ đáng kể nào. Thứ hai, whey protein. Cùng với cả creatine, whey là thực phẩm bổ sung thường được sử dụng ở những vận động viên thể hình. Chúng giúp xây dựng cơ bắp và làm tăng tốc độ hồi phục. Nghiên cứu trên động vật cho thấy, uống sữa whey protein và luyện tập thể thao làm tăng tốc độ giảm mỡ. Lượng whey bổ sung là từ 25 đến 50 gram trên ngày, nên kết hợp tập thể dục đều đặn. Hydroxycitric acid, HCA, là hoạt chất được tìm thấy ở trong vỏ của quả bứa. Nghiên cứu trên động vật cho thấy HCA có tác dụng làm giảm quá trình tạo ra chất béo và giảm sự thèm ăn. Một số nghiên cứu trên người cho thấy rằng bổ sung HCA cùng với cả luyện tập làm giảm 900 gram cân nặng ở nhóm người sử dụng so với nhóm đối chứng. HCA có thể được sử dụng với liều lượng khoảng 1.000 microgram trên ngày nên kết hợp với tập thể dục đều đặn. Caffeine giúp giảm sự thèm ăn một chút, an toàn với liều lượng từ 400 đến 500 microgram trên ngày. Ở liều cao hơn, nó có thể gây đầy hơi, buồn nôn, tăng nhịp tim và co giật. Dùng lâu dài cơ thể sẽ bị phụ thuộc và trở nên nhờn caffeine.
L-carnitine. Trong giảm cân, chất này có tác dụng phân hủy các chất béo sau khi được hấp thụ vào trong các tế bào cơ thể. Có điều, nó không mang lại hiệu quả cao, chỉ nên dùng liều dưới 2 gram trên ngày trong vòng 1 năm hoặc là 4 gram trên ngày trong vòng 56 ngày. Tác dụng phụ là gây buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, đau quặn bụng và cơ thể có mùi tanh. Beta-glucans, guar gum và glucomannan được chứng minh là không hề có hiệu quả trong việc giảm cân mà còn gây nhiều tác dụng phụ. Yohimbine thường được sử dụng trong điều trị rối loạn khả năng tình dục nam. Yohimbine khá nguy hiểm, đặc biệt ở liều lượng từ 20 microgram trở lên, có thể gây đau đầu, tăng huyết áp và nhịp tim, lo lắng, kích động, đau tim, suy tim và tử vong. Cam đắng chứa senephrine, một chất kích thích, được cho là tăng đốt cháy calo và giảm cảm giác thèm ăn. Vì nguy cơ gây đau ngực, lo lắng, nhức đầu, đau cơ và xương, nhịp tim nhanh hơn và huyết áp cao hơn, nên cái loại thực phẩm chức năng này không được khuyến cáo sử dụng. Ma hoàng chứa ephedra, có hiệu quả trong việc đốt cháy mỡ, đặc biệt là khi kết hợp với một vài thành phần khác như là caffeine hay là aspirin. Tuy nhiên, nó làm tăng huyết áp, suy tim, rối loạn tim hay đột quỵ và nặng hơn nữa là tử vong. Do đó không được tự ý dùng ma hoàng vì mức độ nguy hiểm cao của nó. 5. Cách sàng lọc đối với các thực phẩm chức năng. Thực tế vì thực phẩm chức năng không được coi là thuốc nên chúng không cần phải trải qua quá trình kiểm tra gắt gao như là thuốc. Rất nhiều thực phẩm chức năng vì thế không chứa các thành phần tạo nên các tác dụng đúng như là bao bì, hoặc là chứa rất ít, hoặc các mẻ thực phẩm chức năng khác nhau sẽ có liều lượng và thành phần khác nhau. Ở Mỹ, một nhãn hàng thực phẩm chức năng không bị bắt buộc phải qua quá trình kiểm nghiệm bởi bên thứ ba. Tuy nhiên, nhiều công ty lớn tình nguyện được kiểm định. Nhìn chung là một sản phẩm được coi là có chất lượng khi chúng có giấy chứng nhận được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền như là Quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ, Dược điển Hoa Kỳ, Hiệp hội Quản lý Chất cấm hoặc là Consumer Lab. Tùy vào cơ thể, khả năng hấp thụ và trao đổi chất của mỗi người mà mức độ hiệu quả khác nhau. Dù đó là loại thực phẩm hỗ trợ đắt tiền, được sản xuất theo công nghệ mới. Việc giảm cân cần sự kiên nhẫn và có kế hoạch cụ thể, vì sau khi cân nặng đã giảm, việc duy trì và kiểm soát trong thời gian dài là vô cùng quan trọng, nhằm tránh để tăng cân trở lại. Chế độ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng kết hợp với cả vận động không chỉ tối ưu hóa việc có được cân nặng lý tưởng mà còn đảm bảo cơ thể của bạn khỏe mạnh, tránh được nhiều loại bệnh. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!